Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, chúng tôi rất vui mừng thông báo một tin vui đáng chú ý từ bệnh nhân Nguyễn Thị Nhung đến từ tỉnh Tây Ninh. Sau hơn 2 tháng hỗ trợ điều trị ung thư u ác hạch di căn đến lưỡi, bà Nguyễn Thị Nhung đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và lấy lại sức khỏe. Khi bà Nguyễn Thị Nhung đến phòng khám, tình trạng sức khỏe của bà rất tồi tệ. Bà Nguyễn Thị Nhung quằn quại trong đau đớn như một người đã ở bờ vực của cái chết. Tuy nhiên, nhờ sự tận tâm của các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cùng với lòng kiên cường của bản thân, bà Nguyễn Thị Nhung đã vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể. Giờ đây, bà Nguyễn Thị Nhung có thể ăn uống đi lại sinh hoạt bình thường như trước. Nụ cười rạng rỡ đã trở lại trên gương mặt của bà Nguyễn Thị Nhung và niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt bà khi chia sẻ: "Tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn cố linh mục, nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường, các thầy thuốc, nhân viên và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành hỗ trợ tôi trong suốt thời gian khó khăn này. Tôi thật sự biết ơn." Sự phục hồi của bà Nguyễn Thị Nhung không chỉ là một minh chứng cho những nỗ lực của đội ngũ y tế mà còn là nguồn động viên lớn cho nhiều bệnh nhân ung thư khác đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Chúng tôi hy vọng câu chuyện của bà Nguyễn Thị Nhung sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những ai đang phải đối mặt với căn bệnh quái ác này. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ bà Nguyễn Thị Nhung và tất cả những bệnh nhân ung thư khác trong hành trình tìm lại sức khỏe và niềm vui sống. Xin trân trọng. Dạ thưa cô có thể cho con biết họ tên đến từ đâu được cô? Tôi Nguyễn Thị Nhung đến từ làng Cao Xá của huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Thưa cô, thì cô có thể kể cho con biết cái triệu chứng ban đầu của bệnh cô là bệnh gì, rồi mình đi khám bệnh ở bệnh viện nào? Đầu tiên là tôi có một u nhỏ xíu nhà bên cổ, xong có tôi đi bệnh viện tỉnh khám, người ta bảo tôi bình thường, xong cái 2 tháng sau cái là nó to qua này, to ở đây, cái đi căng qua đây, cái tôi đi cứ bình thường và người ta không cho tôi đi Sài Gòn. Đó cái thứ 7 tháng rồi cái tôi đi Sài Gòn đi ung bướu khám cơ sở 1 rồi sinh thiết, xong nó ra u áp. Cứ qua cơ sở 2, tôi chuyển qua cơ sở 2 thì cũng u áp luôn, sinh thiết u áp luôn. Xong tôi biểu tôi thì sinh thiết cái lưỡi để xạ trị quá trị, nhưng mà tôi không có dám xạ trị quá trị tại người yếu quá rồi, nó gầy nữa, không có dám xạ trị quá trị, với lại mình, tiền cũng không có nữa. Thì ông chồng bị ung thư phổi, ông chết, ông xạ trị 10 tia di căn não rồi, mà xạ trị mới 5 tia là ông mất rồi, sợ ông bóng, nên tôi sợ quá, tôi không có dám xạ trị quá trị, tôi xuống cha tường để tôi trị bệnh. Từ đầu tiên là tôi đi không nổi, tôi mệt, đi vô đây cha tường nay tháng là 31 ngày rồi. Thì ăn cháo, nhờ ăn cháo này thì thấy khỏe bình thường rồi, đi được bình thường rồi, khỏe mạnh bình thường rồi. Là cô đi khám ở đâu và bệnh viện nào á, sáng nay tôi là không, là tôi đi khám ở ung bướu cơ sở 1 và nó u ác, cơ sở 2 cũng có u ác luôn, chuyển qua đó biểu tôi xin thiết cái lưỡi mà tôi không xin cái lưỡi, xong khi ông chồng mất rồi tôi mới đi Hòa Hảo tổng quát lại. Thì thường người ta cũng bảo tôi là có u với đáy lưỡi, biểu tôi sinh thiết nữa, mà để xạ trị quá trị tôi không có dám xạ trị quá trị tại người yếu quá rồi không có đi được. Tôi mới đi về đây, đi xuống tìm hiểu trên mạng mới thấy cho tường trị bệnh ung thư, mới xuống đây để trị bệnh mình được 31 ngày rồi, thấy con người khỏe mạnh bình thường rồi, ăn cháo rồi. Nhờ ăn cháo là ngày nào tôi cũng đọc kinh văn bệnh tật của tôi cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để cha soi sáng, cha dình dữ, cha chữa cho tôi. Ngày nào tôi cũng đọc kinh, tôi cảm ơn cha. Nay tôi thấy khỏe mạnh bình thường rồi, nhờ ăn cháo của mấy thầy hướng dẫn tôi thấy tôi bình thường khỏe mạnh rồi. Không, mới đây cô có đi khám ở bệnh viện nào loại mới đây hả? Mới đây chưa đi khám nhưng mà thấy người nó khỏe,
chưa đi khám lại nhưng mà thấy người khỏe hơn lúc mà mới lên đây. Chưa đi khám. Khỏe là khỏe như thế nào, ví dụ như là lúc đầu vô luôn ra sao, giờ bây giờ như thế nào? Lúc đầu đi không nổi luôn, người yếu đi không nổi. Xong cái tôi mới coi trên mạng thấy Gia Tường trị ung thư á, tôi mới với lại mấy người trong làng Cao Xá họ cũng bảo tôi đi xuống Gia Tường trị bệnh, thì tôi không biết mới đi xuống Gia Tường tìm hỏi, thấy trên mạng có thầy Thanh đó, mới điện thoại thầy Thanh hỏi, thầy Thanh chỉ xuống đây nè, cái xuống đây là ở Trà Vinh nè, tôi trị được ba mấy ngày rồi, thấy ăn nhờ ăn cháo này tôi thấy tôi khỏe mạnh rồi, tôi khỏe nhiều rồi. Hồi đúng em huyết áp có 90 rồi, đi không nổi, xong giờ huyết áp lên 13, 14 khỏe mạnh bình thường rồi. Cô có thể nhận xét các thầy bệnh ở đây như thế nào không cô? Dạ, ở đây thì mấy cái các thầy rất nhiệt tình, chăm sóc bệnh nhân rất là dễ chịu, với là hướng dẫn từng ly từng tí. Khi mà tôi mới đi khám là tôi lo lắm, tôi sợ, sợ tiểu quá trị, thấy thầy ở đây cũng nhiệt tình hướng dẫn lắm, như thầy Thanh hướng dẫn nhiệt tình, giải thích cho cái cách ăn, cách ăn, rồi không có ăn ba cái động vật. Thì thấy nhờ ăn cháo vô thì nhờ thầy Tiến nữa, là ngày nào cũng khám thì đâu áp thấy là sức khỏe mạnh rồi, hướng dẫn bệnh tật rồi, thì thấy các thầy các cô đây là hướng dẫn nhiệt tình, cách ăn, cách nấu cháo luôn, rồi cách nghỉ ngơi nữa, cách bổ sung cái ba thức ăn mà theo cái phác đồ điều trị của phòng khám đó, thì thấy khỏe mạnh bình thường. Nhờ tôi ăn rau củ quả với ăn cháo, cháo mà của các thầy mà phát cho gạo về nấu á. Rồi cô thấy sức khỏe cô là ổn định, rồi cô gia đình con cháu rồi mừng luôn cô? Mừng chứ, các con mừng lắm, bạn bè cũng mừng luôn, bạn bè điện hỏi thăm mừng lắm, bạn bè hàng xóm ở gần nhà tôi hỏi thăm mừng lắm, thấy tôi khỏe mạnh thì mà họ mừng lắm, họ mong tôi khỏe mạnh hơn tôi về ở với con cháu với hàng xóm láng giềng, họ mừng lắm, tôi cũng mừng nữa. Chứ lỡ tôi sợ trị quá trị, tôi sợ không qua khỏi, cho nên tôi nhờ các thầy hướng dẫn đây, tôi ăn cháo được 31 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ 32 rồi, tôi sức khỏe mạnh bình thường lắm. Cô thấy cái phương pháp mà hỗ trợ được trị thầy á, cần được duy trì hoặc phát triển nữa. Dạ, này phương pháp này của Cha Tường thấy là nhờ ăn cháo nano, khẩu dược nano, chữa bệnh ung thư của Cha Tường thấy là cần phải duy trì, và tôi về nhà khi mà tôi hết rồi tôi về nhà tôi cũng phải ăn như thế này luôn, tôi tới mình khỏe mạnh tới già luôn, chứ mình không có ăn động vật đâu, giống như thầy hướng dẫn, như cha hướng dẫn nữa. Nhờ tôi ăn cháo tôi khỏe mạnh, là tôi về tôi cũng nói với các con tôi rồi, là mai mốt về mẹ cũng ăn y vậy luôn, để mà phảnh mà khỏe mạnh mà sống với các con các cháu. Dạ, ở đây tôi cũng xin cảm ơn cha Phê Rô Nguyễn Nhân Tường, cảm ơn Chúa. Xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria, tạ ơn các thầy đã nhiệt tình chữa bệnh cho tôi, với lại các bệnh nhân ở đây, thấy nhiều người họ khỏe mạnh, họ ra viện lắm, nên tôi mừng, tôi ráng trị bệnh theo phác đồ của các thầy đây, để tôi được về với bình thường, với xã, với hàng xóm láng giềng. Nói xin tạ ơn Chúa, tạ ơn nhất tiên là ngày nào tôi cũng phải đọc kinh đưa dân bệnh tật của tôi cho cha, để cha soi sáng cho các thầy, để cha chữa bệnh cho tôi tạ ơn cha, cảm ơn thầy. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành,
giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi chúng con phục chứng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học
một nghìn cứu để đời được cha áp dụng cứu người để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc. Truyền thông phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị.
Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.